Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái nội dung hoàn toàn mới, đó là về cái BNB chain. Nhưng mà cái dự án hôm nay chúng ta làm đó là gì? OP BNB chain. Thì như các bạn cũng biết thì hiện nay là gì? Người người layer 2 và nhà nhà ở layer 2. Thì OP BNB là layer 2 trên BNB Smart Chain. Rồi, đây là trang chủ của BNB Smart Chain các bạn ha. Thì giải phóng toàn bộ khả năng của mạng BSC này, tối ưu hóa. Đây là một giải pháp tối ưu hóa để giúp cho các bạn gì low fee này và thông lượng là cao hơn, và để unlock, tức là gì, để mở khóa toàn bộ cái khả năng của BNB Smart Chain. Thì hiện nay còn rất nhiều thông tin nữa thì các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng cũng như tìm hiểu ở trên trang chủ của OB BNJP. Đây là cái phần giới thiệu về OB BNB, thì các bạn có thể đọc ở dưới này. Và hiện nay là OB BNB đã cho chúng ta tham gia testnet và đã bắt đầu chính thức mở từ ngày 19 tháng 6 năm 2023. Thì ở trên Discord của BNB Chain thì các bạn sẽ thấy xuất hiện một cái mục đó là BNB L2 ha. Thì tất cả các thông tin thì các bạn hãy từ từ vào đây và các bạn cập nhật. Bạn nào chưa join vào Discord của BNB thì các bạn hãy tranh thủ join ha các bạn ha. Tránh trường hợp là sau này số lượng người qua join quá đông và chúng ta sẽ không thể nào join được Discord của BNB Chain nữa. Link để join thì mình sẽ để ở phía dưới cho các bạn tham khảo. Những bạn nào chưa join thì các bạn hãy tranh thủ join ha. Cái tiếp theo mình muốn nói với các bạn là gì? Các bạn hãy cẩn thận, bởi vì khi các bạn nghe ngóng thông tin mà các bạn lên trên mạng, các bạn tìm, ví dụ như mình lên Twitter mình đánh OB BNB này, thì các bạn sẽ rất dễ bị lừa. Ví dụ như thằng này đó, các bạn đánh vào nó cái là nó ra liền. Và khi nó ra thì các bạn thấy nó mới có 13 follower thôi. Đó, thì các bạn cẩn thận, không các bạn lại gặp scam lừa đảo rồi mất tiền oan. Rồi, đây là trang chủ của BNB, thì OB BNB. Và hiện nay thì có cái nhiệm vụ đầu tiên các bạn được làm liên quan giữa gì, giữa Polyhedra và OB BNB cùng hợp tác, đó là hai cái nhiệm vụ ca xe này các bạn ha. Thì cái nhiệm vụ ca xe này là thuộc là gì, Polyhedra Network, nhưng mà nó có hợp tác với lại OBNB. Thì đầu tiên các bạn phải claim một cái NFT đây, theo đường link này, get free. Các bạn phải theo đường link thì các bạn sẽ được vào đây. Các bạn chọn request và lúc này các bạn sẽ trả phí là bằng BNB chain. Sau đó các bạn sẽ sử dụng gì? Các bạn sẽ transfer cái NFT các bạn vừa nhận vào về mạng OB BNB ha. Đây, trên cái nhiệm vụ người ta cũng có nói transfer một OB BNB NFT từ này Ethereum hoặc từ BNB hoặc từ Polygon đến OB BNB, và nó phải xảy ra trước ngày 1 tháng 8 năm 2023 ha. Còn cái việc claim thì sao? Cái việc claim thì các bạn sẽ cái OB BNB NFT này sẽ miễn phí cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2023. Các bạn tranh thủ ha. Rồi, thì các bạn vừa hoàn thành làm cái nhiệm vụ này thì các bạn vừa hoàn thành được kiếm được điểm của Polyhedra Network và cũng hoàn thành được thêm những cái transaction đầu tiên trên mạng OB BNB. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm ha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng cầu nối. Đây là trang chủ này, đây là người ta sẽ sử dụng cầu nối này. Thì sau khi các bạn kết nối ví MetaMask của các bạn vào thì nó sẽ là gì, nó sẽ vào cho các bạn gửi BNB từ mạng BNB Smart Chain Testnet ha. Ví dụ như đây mình đang có 1.7 thì mình gửi là gì, mình gửi 0.5 ha, và mình chuyển sang OB BNB Testnet. Rồi sau đó mình deposit vào. Không có gì đâu nghe các bạn, máy mình không biết tại sao dạo này cứ phải làm vài lần mới được. Rồi, không chỉnh sửa phí gì, chọn xác nhận.
Rồi, trên Jackson đã submit, chạy rất nhanh các bạn ha. Thì mình sẽ xem thử nó đã nhận ở trên này chưa. Và mình đã nhận được 0.5 BNB đây. Rồi, tiếp theo thì mình đây là mình đang mai cái ZK Bridge NFT các bạn ha. Rồi, và mình đã mai thành công cái ZK Bridge on OB BNB. Rồi, tiếp theo là mình gì? Mình sẽ bridge cái NFT này. Mình chọn thử BNB chain ha các bạn ha. Confirm import. Rồi, next. Rồi, sau khi bây giờ các bạn chọn cái mạng mà sẽ nhận OB BNB các bạn ha. Next. Rồi, approve. Rồi, sau khi nó ước tính phí gas xong. Rồi, tiếp theo là các bạn transfer. Rồi, bây giờ mình chờ cho cái những cái bước này nó hoàn thành. Tốc độ diễn ra khá nhanh các bạn ha. Đó. Bây giờ thì chúng ta claim thôi, claim về mạng OB BNB của chúng ta thôi. Rồi, hoàn thành các bạn ha. Các bạn có thể là gì, transfer ngược lại thử xem thế nào ha. Và mình đã hoàn thành hướng dẫn các bạn cái việc đầu tiên là claim cái NFT, sau đó các bạn gì bridge từ một trong ba cái mạng này sang mạng OB BNB. Và các bạn phải nhớ là phải transfer đúng cái OP BNB NFT này thì mới được các bạn ha. Thì sau khi các bạn làm xong thì các bạn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ của Polyhera, hai cái gas xe của Polyhera, và các bạn sẽ claim được 60 pon. Mình sẽ dừng video về đầu tiên về OB BNB ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì nếu thấy hay các bạn cho mình một like, một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.